Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngày lập hội gió mây cuốn phủ, khắp hoàng cầu phong vũ nổi lên. Địa cầu rung chuyển bập bềnh, một lần sấm điện vang rền trời Tây. Ngày lập hội rồng mây chơi giỡn, khắp bốn bề ốc rỡn cùng mình. Trên trời vằn vặt đẩu tinh, thấy điều rơi rụng thành lình gớm ghê. Ngày lập hội thầy phê thiên trận, lấy ái từ làm giảng hùng binh. Đạo trời vũ khí vô hình, bản danh đề chữ sắc linh thánh truyền. Lớp thì bệnh dày mòn tiêu cháy, lớp lục thời bảo lại cuồng phong. Lớp kia lớp nọ ngoài trong, lớp thời ma quỷ loạn trong loạn ngoài. Giặc tứ hướng nạn tai nạn khốn, loạn hải dân biết trốn đi đâu. Lo tu hưởng phước mai sau, mắt trong nước lửa biết đâu là đường. Long hoa lập sự dông có khác, hạ nguyên sao đừng lạc sự tu. Chuyển luân bát quái gom thu, hạ nguyên này thể chết như thay trôi. Thân nhồi nhã thương ôi mười thảm, rời rã chưa này gấm bao nhiêu. Làm lành niệm Phật nguyện cầu, tam niên hạn hán còn đâu thân hình. Thương ba năm tình hình sự thế, nhà không người cửa để trống không. Thay trôi không lấp nổi bồng, tới thì hai việc trần hồng hỡi ôi. Gặp thời loạn thương ôi già trẻ, ác thú lan ăn kẻ không tu. Âm binh loạn động khó trừ, quên tên quên tuổi khá tu giữ mình. Sóng gió kéo sang dịch ách nàng, than ôi một kiếp cảnh trần gian. Tiếng lòng tan vỡ toàn châu khắp, thay đổi cảnh sầu tiêu dần than. Thay đổi cảnh quan dựng chỗ ngồi, dịch ách tai ương mãi khổ dơi. Đức độ tu lấy từ lượng có, đèn trời soi xét giớ buông trôi. Mở mắt nhắm vô quả ách tai, mỗi ngày mỗi tới nản khổ hoài. Thương xót nhân lành còn ẩn thế, chờ đợi màn hai ủ ê dài. Thời giờ khoảnh khắc khó tường tri, giật thấm ngày gần rõ những gì. Tục phàm căn tội còn chi nữa, đáo cuộc ta bà mấy tu mi. 12 năm tới đổi đời, 4 năm một nhiệm đổi dời thiên cơ. 72 siêu bão đến giờ, âm hồn đồi cái biển bờ phong linh. 72 ngọn núi quả hình, nổ tung sắp lại địa hình ngũ châu. 72 thần sống đáo đầu, rửa bầu ô trượt trong bầu càng khôn. Kỷ nguyên cuối của linh hồn, xảy ra tam chiến dập dồn nạn tai. Không nghe chánh pháp trời khai, khó mà qua cửa thiên tai tam kỳ. Thiên sơn dãn núi dài đi, ngũ hành sập đổ để thi dãn loài. Băng tan hồng thủy diễn ra, sinh ra khí tượng thiên hà vành đai. Sơn băng non núi lại chài, quả cầu mất sức kết ai tuần hoàn. Thử bom kinh khí chức năng, núi lửa thức dậy địa tầng chảy ra. Ấm thêm xe độ địa hà,
núi dài vì bởi các đài nấu nung, khí sôi thành bão lạ lùng, các nhà phóng xạ nổ tung dây chuyền, nhìn ra lưỡng vọng trụ thiên, hai thiên hà giáp chư tiên ngỡ ngàng, làm cho các giải tuần hoàn thay cơ đổi trục thanh hàng tú tinh. Lời thúc dục tu hành tâm phát, cơ trời xoay chốc lát tiêu tan, việc đến rồi thưa thớt trần gian, thủy kiệt phong cảnh vật khai màn, bầu trái đất hiện đang vận chuyển, xế chiều tây thảm thương ách biến, thấy quỷ ma nó khiển sanh linh, bởi do tâm bài ác không tin, có nhân quả nay mình phải chịu, đây nói trước cho mà lo liệu, hội lập công phải chịu lộc lừa, nước ngập tràn mau tỉnh người ơi, chúng thưa thớt dòm đời có mấy, xem hư thiệt bây giờ rõ thấy, mở cuộc màn chết bãi còn ba, quỷ còn ma đang quấy trần hà, thêm đại dịch dữ a tan nát. Luận chung bao việc thế gian, trần đời tạm giả biết đàn nào ri, ngược thời dậy cuộc sầu bi, lập đời đã đến chung kỳ rã tan, tàn nguyên nước lửa thế tàn, nhân sinh chưa rõ ngỡ ngàng hậu lai, một giây một khắc an bài, cuồng say nhân thế còn ai trụ đời, lập đời sắp đến chuông hồi, mau tỉnh trần mộng kẻo rơi đầu đài. Lợi danh hai chữ bỏ quên, cõi mê chúng lạc bởi tiền đẩy nhau, trần gian hư hoại đã lâu, tiếng gà dục thúc canh thâu thảm sầu, xuân tàn lửa dậy còn đâu, trái ban nhiều thứ nỗi đau như dần, vì lòng từ ái chỉ đàn, đổi tâm phàm tục kiếp gần chơn tu, chim lòng mặc ủ khá buông, cá kia phải lưới si cuồng đắm sai, bảy năm như lẻ một cây, coi chừng mà đỡ hồi này khóc la, núi tan đá nổ gần xa, trời gầm ba tiếng thấy rà rã tươi, trời xoay âu á tiêu điều, nước sau bị gió cuốn tiêu lỡ bờ, chừng nào giao chiến phất cờ, chừng nào giặc nọ ngồi chờ được yên, thời kỳ đã đến đảo điên, đố ai biết được không yên giả nào, rắn rồng lộn xộn làm sao, chớ không thì phải bốn đào mà ra. Chờ thiên lệnh cửu cung thượng đế, mạng cung tiền có ghế cha ban, cộng đồng thánh Phật trăm quan, đồng theo thiên luật quyền ban cõi trời, bởi phạm tội cha trời xử phạt, nhìn rõ xem mất mát quá nhiều, bởi còn phạm luật thiên điều, chỉ đường dẫn lối khuyên kêu việc lành, tu nhiều kiếp đắc thành tiên Phật, tu muôn năm đúng thật công dày, có người tu có mấy ngày, làm sao đạt độ danh tài Phật tiên. Trong mười phần ba còn bảy hết, trong ba còn một riết mà ra, con hiền tồn tại lông hoa, nay màn lớp rộ đổi ra quá nhiều, quên đi đạo khổ tiêu hồn xác, nghĩ trước sau rã xác hồn tan, phạm nhầm thiên luật bất an, luật tam giáo mức tội mang thâm buồn, thay chất nằm diệt vong nước mắt, máu đổ nhiều thì ắt diệt vong,
chúng sanh thiếu đức mất lòng, thì đành chịu cảnh tan bồng thay phơi. Phật tiên thánh hết lời khuyên dạy, người chẳng tin theo chạy tà đời. Ý là tân tiến nói chơi, văn minh tiến hóa khi trời Phật tiên. Tiếp theo là Đức Huỳnh giáo chủ hỏi Đức Hộ Pháp. Kính gửi hiền huynh ở Bửu Tòa, chừng nào khai mở hội Long Hoa? Đảo còn bao kỷ năm châu hội, đời đến bao lâu thế giới hòa? Tam giáo quy nguyên ngày nào khởi, Việt Nam thống nhất buổi nào ha? Muôn loài đau khổ ai ra cứu, mong ước hiền huynh giải đáp qua. Di Lạc Minh Vương ngự thánh tòa, sấm truyền xuân kỷ hội Long Hoa. Mậu Dần 39 Long Hoa hội, Bính Tý 20 thế giới hòa. Tam giáo quy nguyên ngày đạo khởi, Việt Nam thống nhất buổi ma ha. Cao đài tận độ nhân gian khổ, sơ khảo sấm truyền để giải hòa. Bà Bác Nương Diêu Trì Cung làm thơ hỏi Đức Hộ Pháp, dám hỏi đại huynh rõ mái trời, chừng nào ba lửa cháy ba nơi? Năm sông đua dãy năm sông cạn, bảy núi nổ tan bảy núi dời. Tận thế Long Hoa sao chẳng thấy, tại trời ngạc khí có hai thôi. Rồng bay ngựa chạy cho ơi ai cởi, đất dậy giường bao đổi sát trời. Họa hành tàn hư thiệt tại cha trời, Đông Mậu năm hồ quả khắp nơi. Châu Ngũ khí hòa tan ác nghiệt, Thất Sơn giấy động Thất Sơn dời. Thế Tiêu xuân kỷ Long Hoa trổ, thưởng phạt đến cùng thánh đức thôi. Long Mã Ban Dương tiêu trận kỵ, Cù Phi hải sụp lý thay trời.